Ông ơi, hay là con xin phép ông cho bọn con nghỉ một tí ạ? Đi nhanh lên. Dạ. Ông ơi, ông cho bọn con nghỉ tí. Không nghỉ, cú nhẹ không có gần tạ. Dạ, ông ơi, nhưng mà đây, thằng này nhanh lên, không có hỏng hết bữa cú của ta rồi. Chúng mày để ông hỏng bữa cố ông cho chúng mày ăn cắm lợn. Nhưng mà đây, cái vai con đau quá. Ai không nghĩ? Ôi ôi, thằng mất dạy, tao nuôi máu cô mày à. Ôi dạy ai, mày làm ông sụn cả xương sống được. Nhìn cú mày. Mày à, mày đang kiệu cụ mày lại thả cụ thế à? Ôi trời ơi, mày sư mày này, mày làm ăn cái gì được? Ôi trời ơi, có gì đâu ạ? Có gì đâu ạ? Lên bóng đi tao đi. Dạ vâng, con xin ông. Tao mà muốn ăn cỗ này tao cho chúng mày ăn cắm lợn. Dạ vâng. Có mỗi cái việc kiệu tao không kiệu được làm gì. Dạ để con bế lên ạ. Dạ. Tao không cần bế. Dạ. Ông ơi, con mời ông lên ạ. Dạ. Đi. Ông ơi, cẩn thận chứ. Được rồi. Dạ vâng ạ. Cho tao đây. Nó lên. 2, 3. Đi. Dạ vâng ạ. Ông ơi, lần này về chúng mày làm ông ngã nhá. Ông cho chúng mày ăn cắm lợn mới ăn cỏ. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Chúng mày có mỗi cái việc kiệu ông đi mà không kiệu được. Dạ vâng. Ông ơi, đi chậm thôi. Ông ơi, ông ơi, ông ơi. Nè, cho mày cái đùi gà này. Đùi gà ngọt chứ. Cho mày cái chân gà này. Nè. Chân gà này gầy quá. Cho mình cái đùi. Cái gì? Đùi gà. Ông mẹ tiên sư chúng mày. Chúng mày đi chân bò cho ông mà chúng mày toàn nghĩ đến ăn này. Hai cái thằng mất dạy này. Da gà béo nhỉ, ngậy quá. Cho mày cái khấu đuôi này. Khấu đuôi ăn nhỉ. Ôi ôi, đuôi này nó bị hoi sao nhỉ. Cho mày cái phao câu này. Phao câu hoi thế. Phao câu nhỉ. Phao câu mẹ ta chúng mày! Ông ơi, con xin ông! Ông ơi, chúng mày ăn tốn cơm tao! Chúng mày ra ngoài
đồng chúng mày chăn bò mới đi cày mà chúng mày nằm ngủ đấy hả? Dạ không, dạ. Dạ. Ông ơi, con mệt quá, con vừa mới chợp mắt một tí thôi ạ. Chúng mày đây suốt ngày chúng mày ngủ à? Dạ. Con vừa mới chợp mắt một tí. Không có xin xỏ hết, tao mà đánh rồi. Ông ơi, con xin đâu. Ông ơi, con xin đâu. Ông nghe con nói đã. Ông cho con nói một câu thôi ạ. Dạ vâng, hai chúng con cùng với con bò, chúng con vừa mới cày xong thửa ruộng bên kia. Dạ, con bò nó mệt muốn nghỉ, dạ con tranh thủ nghỉ thêm một tí thôi ạ. Dạ vâng. Bò nó cũng phải nghỉ, con cũng phải nghỉ, cho nó ăn một tí thì có sức mà cày. Không có nghỉ gì hết, bò cũng phải làm, chúng mày cũng phải làm. Không có tao lấy gì tao nuôi chúng mày hả? Dạ. Người này, chúng mày ông toàn cho mày một trận rồi. Ông ơi con xin tha cho chúng mày. Ông tha cho con à, con lấy không? Con này, con bò mày bảo nó lười chứ gì? Không. Mày ngu đây! Mày lười này! Mày lười tao cũng ngủ nhá! Con xin đâu bò tao đánh! Tao thích đứa nào là không vừa ý tao là tao đánh! Ôi giời ơi, ông ơi, con xin đâu, mày không có tha thôi. Ôi, sao đánh nó thế kia? Ông ơi! Ông ơi, cho tôi xin ông. Ôi. Đây. Tôi xin ông. Bà biết cái gì mà xin? Bà xin ông cho con tha cho chúng nó rồi. Ôi khổ quá. Cả bà nữa. Tôi nuôi báo cô nữa. Hả? Thôi, nó mệt quá cho chúng nó nghỉ một tí chứ làm sao đâu mà ông đánh nó ghê thế cứ chứ để. Mệt cái gì? Phải làm việc thì mới có cái mà ăn nhá. Biết rồi. Nhà cao cửa rộng như thế, không có tôi thì ai hả? Hai thằng nào nó nghỉ thế thì làm sao mà giàu có thế được? Mày không làm này. Mày tôi xin ông. Cái gì? Cả bà nó, tôi đi về đây. Hai thằng mày, chúng mày nhớ nhá. Chúng mày, một tháng chúng mày biết chúng mày ăn hết bao nhiêu tạ thóc của tao không? Hả? Đi về. Bà đi về đi. Còn bà nữa, lười tốn vụt đấy. Chúng mày mà không làm ấy, cả chúng mày là tao vụt cho là sưng mông rồi thôi nhá. Đánh được thì chúng mày khi nào chúng mày đi làm thì thôi nhá. Bà xin ông cho con xin bà. Tha cho chúng nó rồi. Ôi khổ quá. Rồi ôi ông ơi, tôi chết rồi, bò nó đi mất rồi. Nó đi rồi cái kẻ hai thằng ơi. Dạ vâng bà. Con xin ông. Đi ra cày nốt cái thửa ruộng. Dạ vâng. Con đi ngay đi. Con xin được. Mấy đứa con bò. Món nó mà nuôi nó không béo được, ông vụt cũng phải chết. Bò ơi. Bò ơi, đợi tao với bò ơi. Ôi trời ơi. Bò ơi, chờ tao bò ơi. Tao ăn đòn bò ơi. Hai thằng mày. Dạ. Mất con bò của tao, tao đánh cho chúng mày tuốt xa. Dạ vâng, con xin được. Đuổi tao nó mà nó mày lại. Dạ vâng, bò ơi. Bò ơi, đợi tao với bò ơi. Ôi trời ơi, húc bị ngủ ơi. Có bà nữa. Ôi bò ơi, bò ơi. Thôi chứ là bệnh ngươi rồi, bò ơi. Đi về. Mày đi đâu đấy, bò ơi? Con bò ngu này. Mày này. Con bò lừa này. Mày đã lo. Mày cái ông này. Mày đánh tao thế này. Mày là không nhân đòn. Mày. Ôi trời ơi bà ơi. Cứu tôi với. Con tự nhiên con này biến thành con bò đi này bà ơi. Mày. Sao? Bà nhìn mặt tôi có còn là mặt người không? Hay là thành mặt con bò rồi? Khổ quá, chả mặt người thì mặt gì? Làm sao ông cứ bình tĩnh nào? Làm sao? Hả? Sao mà mổ ôi mổ ghê vã ra thế này? Tái rồi. Đúng mặt người.
Không phải mặt con bò chứ? Không phải. Làm sao, có chuyện gì? Tôi vừa mơ một giấc mơ sợ lắm bà ơi. Ông mơ được cái gì hả? Mơ được cái gì? Tôi mơ tự dưng tôi lại biến thành con bò. Thế là hai cái thằng ở nhà mình nó đánh tôi, nó đánh mà chạy bán sống bán chết, ngã rúi ngã rụi đau quá mà. Đấy ông, tôi đã bảo với ông rồi, ngày thì thôi đừng đánh chúng nó nữa, kể cả bò cũng không đánh nó nữa ông nhá. Ác giả ác báo rồi, bây giờ rồi có khi nó vận ngay vào mình ý ông ạ. Thôi thôi bà đừng nói cái câu vận rồi, nghe tôi kinh quá thôi. Thôi tôi biết rồi, tôi phải nghĩ lại tôi thôi. Hàng ngày tôi cư xử với kẻ ăn người ở như quân thủ quân hẳn, đánh nó là không tiếc tay. Ôi rồi điên lên đánh cả trâu cả bò. Ừ, thế sao mình lại ác thế nhỉ? Cũng là con người với nhau mà không thương nhau, nó vặn vào người thì khổ lắm ấy. Thôi ông ơi, đừng suy nghĩ gì nữa, nằm xuống đi ngủ đi. Thôi thôi nhá. Ừ, tôi hiểu rồi. Tôi xin hứa, có trời, có đất, có thánh, có thần, từ nay trở đi, tôi phải sống khác. Vì họ cũng là người, đối nhân xử thế cho nó có tình, có nghĩa. Ông nghĩ được như thế là tốt rồi. Để mang lại phúc đức cho gia đình bà. Thôi, ông nằm mà nghỉ đi nhá. Thôi tôi đi ngủ rồi nhá. Đi ngủ đi. Này, từ mai đi. Cây mồm không được quát nạt. Không được quát nạt kẻ ăn người ở nữa. Ông đi đâu đây? Thôi đi ngủ đi. Xong rồi vào đi ngủ đi nhá. Đau quá trời ơi, con đau quá. Ôi trời ơi. Ngủ trường mắt rồi còn kêu cái gì? Đau thế nào? Không biết nữa. Ngồi theo hỏi xem nào. Ôi trời, sao lại má sưng to thế này? Đau quá thầy ơi. Con sen đâu rồi? Con sen đâu? Dạ. Mang cái dạ này. Dạ. Bẩm ông. Ông sao vậy con ạ? Thế cậu làm sao thế này? Sưng hết cả má lên. À, mày trông nom cậu thế nào? Mày tát cậu đấy à? Ôi, dạ không ạ. Ôi, con nào dám ạ. Dạ, cậu đáng yêu thế này, yêu còn chẳng hết nữa là sao con lại dám tát cậu ạ? Có đúng không hả cậu? Thế tại sao má nó bị sưng thế này? Ông hỏi con thì con biết hỏi ai ạ? Thế mày phải hỏi nó chứ. Con hỏi ai? Cậu đau ở đâu ạ? Đấy. Thôi chết rồi. Đâu con xem nào. Ui, sao má sưng to thế này ông nhỉ? Ui, hay là cậu bị con gì đốt ạ? Thế bị làm sao? Tối hôm qua vẫn bình thường, mà sáng nay thấy cứ sưng sưng đau đau kiểu gì. Thì ra là đến sáng hôm nay mới thấy sưng thấy đau hả cậu? Ôi dồi ôi. Ông ơi, theo con thì thế này ạ. Bây giờ đưa cậu đi sang thầy lang khám luôn đi, chứ cậu ở nhà đôi co thế này mất thời gian lắm ạ. Ai đôi co thế với mày? Dạ, ý con là mình cứ đoán giả đoán non. Thế này thì cậu lại càng đau hơn. Ông đưa cậu đi khám luôn đi. Tự nhiên đường lành, tự nhiên lại sưng má đi thì. Thôi, đưa đi. Đi cậu, đi. Ôi đâu đi? Ôi đi đâu đây? Bà, đi đâu đây? Bà ơi, cậu đang sưng vù hết cả mặt lên đây này. Ôi dồi ôi, sao lại sưng như thế này? Sao không cho nó đi?
đang cho nó đi thì thế mà vừa mới quát là đi đâu đấy con chị đã. Cõng nó đến nhà thầy Lang đi, cõng con đến đi luôn. Lớn tướng đấy, cõng cái gì? Cõng con nó đến nhà có mỗi mụn con, nó đang ốm đau như thế này. Cõng nó đến hẳn nhà thầy nhá, chứ không phải là cõng ra đầu kia rồi để bắt nó đi bộ đâu đấy. Lớn trường xác rồi, cõng nào. Cậu lên cẩn thận nào. Đỡ cậu lên. Dạ dạ. Ôi. Cẩn thận. Thật ra cái khổ này. Ông nhanh lên nhá. Ông ơi em đi cẩn thận nhá. Ôi thế con này. Con này. Dạ. Ôi thế tao là chủ hay mày là chủ? Thế hóa ra bà đã cái gì, đi vào chuẩn bị đồ cho cậu nhanh lên. Nhanh. À dạ. Ô. Hay nhỉ. Rồi, khổ thế chứ này. Tự nhiên này. Thầy ơi. Cái gì? Con hỏi năm rồi thầy cõng con đi. Cái gì mà cõng? Tỏ như con tịnh thì cõng cái gì? Nhưng con đau. Đau lắm. Đau thì bận sau mà mới chữa chứ. Nghịch cho lắm vào. Con có nghịch đâu, nó tự bị mà. Tự bị thì bây giờ phải đến cho thầy Lang thì thầy mới chữa cho khỏi chứ. Kêu nhiều. Thôi đi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Người ta bảo là cứu người như cứu hỏa. Thế mà đi từ bao giờ đến giờ rồi bây giờ hai thầy trò mới ở đây. Đi mới đứng cái gì? Vừa ra khỏi cửa là nó hỏi cứ như vẹt ấy. Đấy. Mặt nó sưng như cái mồm nó như vậy mà nó có loạn nó ngưng mồm đâu. Thôi đi nhanh lên đi. Thôi tiện đây có mẹ đi rồi. Thôi mẹ dắt con đi cho nhanh. Cõng con nó đi chứ. Đấy, thầy cõng con luôn đi. Đơ để u nói. Hết mẹ thì đến còn hành xác rồi. Lớn thế thì đùng đi thì còn cõng. Ôi nhảy lên đừng. Mỗi mụn con nó đang ốm đau. Ôi, có thằng con cũng không cõng lên thân. Này, ôi trời khổ thật rồi, không gì con. Tuất. Dạ. Thầy gọi con ạ. Tao gọi con mực chứ tao gọi gì mày. Thầy gọi con mực thì thầy phải gọi là mực. Thầy lại cứ tuất làm con cứ tưởng. Ồ, thế con mực ấy nó là con gì? Con chó ạ. Thế con chó thì nó gọi là gì? Là tuất ạ. Thì tuất thì có phải là chó không? Khi tao gọi tuất thì tao gọi nó chứ. Thì, nhưng mà con cũng tên tuất thì thầy... Thế thôi con đi vào con sắc thuốc đây ạ. À, khoan. Dạ. Mày lại đây thầy bảo này. Vâng. Thầy gọi con tuất mà mày lại chạy ra. Có nghĩa là nó có tí tâm linh liên quan đấy nhá. Thảo gì? Nào mày ấy, mày đen như con tuất ấy. Mày đen như con mực ấy. Sao lại đen? Con nhìn thế này làm gì đến nỗi đen mà thầy lại bảo con đen. Tao nói là tao nói cái vía của mày. Vía con ạ? Cái vía của mày nó nặng và nó đen như cái con mực ấy. Nào là như thế nào? Mày thử xem, từ hồi mày về đây mày học thầy đến bây giờ, mày thấy có khách nào đến không? Hả? Thầy ngồi từ tờ mờ sáng đến tận đêm khuya, mà cũng chả có ma nào đến khám cả là thế nào? À, cái việc không có khách đấy là không phải do con đâu, mà cái đấy là do thầy đấy. Ô hay cái thằng này, tại sao lại do tao? Hả? Thì do tay nghề của thầy không cao nên người ta không muốn đến chữa. Tông môn nhà mày. Mày có nhìn thấy cái cơ ngơi nhà thầy không? Hả? Trước khi mày đến đây ấy, nhờ có tay nghề cao mà thầy mới có cái cơ ngơi nó thế này. Hả? Mình cái này là do thầy ấy. Thầy có vẩu đâu mà thầy lại đặt là thầy Lang vẩu. Nó là ảnh hưởng tâm linh, là ảnh hưởng chỗ đấy đấy thầy ạ. Mày không biết thì cứ hay nói hả? Hóng hớt. Vẩu đây có phải là tên tao đâu. Sao lại đặt tao tên là gió ấy? Mà nhưng cái chữ vẩu này là nó là gia truyền 7 đời nhà tao. Thế tại sao nhỉ? À,
con nhớ rồi. Có thể là do cái việc truyền miệng ấy, thì mình làm nó chưa tốt. Thầy ạ. Này, lại, 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 cái truyền miệng chưa tốt. Thế hôm qua ai vừa đưa tiền cho mày hả? Bảo mày đi tìm vợ chồng cái thằng mõ đấy, rồi giao hết làng trên xóm dưới, nói cái tài năng của thầy hả? Thì con làm đúng theo ý thầy rồi. Tiền mày nhận rồi, tại sao nó chưa đi giao? Nó có giao rồi thầy ạ. Giao rồi tại sao lại chưa có khách hả? Thế thì làm sao con biết được ạ? Ôi giời ơi, thầy bảo này. Dạ. Có khi thôi mày về. Sao lại về ạ? Con sang đây để học cái nghề của thầy. Mà tiền thì con đã đóng cho thầy rồi. Đã học được cái gì đâu mà thầy tự nhiên lại đuổi con về ạ? Học thì chỉ cần học ít thôi. Cái điều quan trọng ấy là phải hành. Phải thực hành. Mày ấy là cứ về cái nghề này này, cái nghề thầy lang này, là cứ về chữa nhiều đi, chết nhiều đi rồi sẽ có nhiều kinh nghiệm. Ôi, thầy ơi, có khách thầy ạ. Đấy. Có khách à? Vâng, con đã bảo rồi. Ừ. Không phải là do vía của con. Thôi, để con ra con mời vào thầy ạ. Mày ra, ấy ấy, khoan, từ từ. Dạ. Mày ra nhưng không mời vào, đuổi về. Sao lại đuổi về ạ? Tao bảo đuổi về là đuổi về, bây giờ là hết giờ làm việc rồi. Nhưng mà hôm nay thầy đã làm cái gì đâu ạ? Chưa làm cái gì cũng đuổi về nhá, thầy cũng phải nghỉ ngơi chứ. Ra đi. Vâng, thế thì để con ra con đuổi về ạ. Đây. Nói thế thôi, nhưng nếu nó về thì phải kéo nó vào đây ngay, hiểu chưa? À, con hiểu rồi. Ừ. Ý là mình phải làm tăng cái uy tín của mình đúng lên rồi. Làm ra vẻ là gì? Là đông khách. À, dạ vâng. Để ạ. Cho nó mới vào nhá. Con hiểu rồi. Ừ. Thế để ra con ra con mời vào ạ. Dạ. Khẩn trương lên. Dạ, mời ông bà vào đây ạ. Ôi giời. Gớm. Thầy ơi. Sao nhà đến nhà thầy xa quá. Ôi giời ơi. Thầy chào ạ. Ông bà Phú Thượng. Ui giời, lâu lắm rồi. Mới ngủ đấy à? Còn nó có một tí mà. Ờ, này. À, dạ. Tốt này, mày đứng đây để làm cái gì? Dạ. Mày xuống bếp sắc thuốc đi, bao nhiêu người đợi. Làm gì có ai đợi à? Ôi giời ơi. À, vâng ạ. Thầy ơi, lần sau thầy nhận ít đơn thôi. Bao nhiêu đơn thế, một mình con làm sao mà kham nổi ạ? Quá, nhưng mà ai cũng muốn thầy chữa, mà thầy thì không nỡ bỏ ai cả. À, dạ vâng ạ. Thế thì con chào ông bà, con chào thầy, con xuống con sắc thuốc ạ. Mày dạ. Đi đi, đứng đây ám thầy mãi thôi. Ờ thế, lâu lắm rồi mới thấy ông Phú ốm nhỉ? Ốm đâu gì đâu. Ốm. Thế không ốm thì sang đây làm cái gì? À, hay là bà ốm hả? Lâu lắm mới thấy bà sang đây chữa bệnh đi nhá. Thầy lại của quan. Hả? Tôi cũng có ốm đâu. Ồ thế à? Thế thì ai ốm? Con ốm ạ. À? Ờ, thế là con ốm à? Không biết. Để thầy xem nào. Con ngồi dịch sang đây. Thế thấy trong người thế nào? Không biết ạ. Tiên sư, mày giống hệt cái thằng thầy. Thầy nói cái gì đấy ạ? ý tôi bảo là nó giống hệt thầy nó. Tức là thầy, tức là bố ấy. Tức là giống ông ấy. Này, con nhà Tông không giống lông thì nó cũng giống cánh. Đúng không? Đúng. Thế thầy hỏi lại nhá. Thế con thấy đau ở đâu? Không biết ạ. Sư cái mồm không biết. Đây rồi. Nó đau ở đây. Thôi chết rồi. Nó đau ở mồm đây này. Mà cái bệnh này nhá, không cẩn thận nhá, tuyệt tự tuyệt tông. Nhà ông là sẽ tuyệt tự tuyệt tông. Thầy, tôi cháu nó có bệnh thì vợ chồng tôi mang đến nhờ thầy chữa. Sao thầy lại của quang tuyệt tự tuyệt tôn gia đình chúng tôi thế hả thầy? Cái bà này, tôi là thầy thuốc, làm sao tôi dám nói bừa nói ẩu được. Nó bị quay bì, mà quay bì thì nó sẽ liên quan đến chạy hậu. Mà chạy hậu tức là không có hậu tức là tuyệt tự chứ còn gì nữa.
thầy ơi, thế trầm sự nhờ thầy cứu cháu đó ạ. Ôi trời ơi, cái bệnh này là khó chữa lắm, bởi vì nó mất sức, nó mất công, rồi nó lại mất mất nhiều tiền. Vâng, thế tóm lại là thầy cứ xem nó hết bao nhiêu tiền. Không phải là cái chuyện tiền, mà cái bệnh này này, cái bệnh này là cái bệnh nó lây, nó sẽ liên quan đến những người nào mà nó tiếp xúc trực tiếp. Bởi vì cái bệnh này nó sẽ lây qua đường nước bọt, rồi là qua đường thở, mũi này, thở này. À, thế thầy hỏi nhá, ở nhà ấy thì có ai là hay ôm hôn con không, âu yếm con không? Nhà không biết ạ. Ok, sao lại không biết con? Thầy hỏi lại này, thế có ai hay ôm ấp con, rồi là thơm vào má con không, thơm vào trán con không? À, có chị Sen ạ. Chị Sen à? Ôi thôi xong rồi, thế thì chị Sen cũng sẽ bị lây của nó rồi nhá. Ông phải đưa cả cái con Sen sang đây, tôi chữa luôn cho cả hai đứa. Cái bệnh này là phải chữa tận gốc, không thì ví dụ như con Sen và thằng này nó lây cho một người nào nữa thì có mà toang hết nhá. Ôi rồi thế này thì xin thầy chữa cho cả tôi nữa. Ô hay, sao lại chữa cho cả ông? À, thế hóa ra là ông cũng hay ôm hôn cái thằng này à? Không, chả là tôi thấy cái con Sen nó yêu quý con tôi quá, nó có ôm hôn thắm thiết thì tôi cũng bày tỏ cái tình cảm của tôi. Tôi cũng ôm hôn thắm thiết con Sen ấy, chắc tôi cũng bị lây rồi. Ôi trời ơi, nhưng mà tôi bà cũng bị lây rồi. À, tôi làm gì mà lây tôi? Tôi hôm qua tôi chặt ra một bà cho có gì nữa. Ôi trời ơi. Chết rồi thôi, không cho con về à. Thôi, ở lại đây với thầy, rồi hai thầy trò mình cùng chữa. Thế thầy cũng bị à? Con về và con hỏi u con. Mày đâu? Dạ, con đây ạ. Đây. Dạ, bẩm quan. Thế tại sao đêm hôm có ai đập cửa mà lại kêu quan muốn gặp quan thế? Dạ, là cô Thị Hến ạ. Cô ấy đập cửa, đòi gặp quan nhưng mà con cương quyết không cho vào ạ. Thị Hến? Vâng. Muốn gặp quan? Dạ. Là lúc đêm hôm như thế này. Bà đâu? Ông không nhớ ạ? Bà sang nhà ngoại, ăn dỗ. Chắc là đánh tổ tôm, đêm không về đâu ạ. Thế mà quản quyển mất thì... Mà đây, bà đi vắng rồi, tại sao không cho nó vào? Mà đây, từ từ, ông dặn nhé. Dạ. Cho Thị Hến vào, nhưng mà mày phải trông ở ngoài cửa. Bất cứ ai muốn hỏi, muốn gặp quan, là phải báo quan đã nhé. Dạ vâng ạ. Hiểu chưa? Vâng ạ. Ừ. Rơi rồi à? Rơi rồi. Đâu? Xin để quan tìm nữa nào. Xin nó rơi chỗ nào. Không phải rơi cái đây, không phải ở đây mà là ui rồi ôi mất rồi. Ôi trời, tôi Hến ơi. Hến mà ôm cổ như thế thì đến quan cũng mất đấy. Ôi tôi xuống đi để quan hỏi xem thế nào. Nào, thế mất những cái gì? Mất cái gì thì thế quan không biết là Hến mất cái gì à? Mất cái gì đấy? Mất tiền, lại mất tiền rồi. Ôi giời ơi, Hến để mất nhiều thứ rồi, còn tiền mà sao lại cứ để mất như thế? Người ta bảo rồi, đồng tiền phải đi liền khúc ruột. Lần trước đã mất rồi, giờ lần này lại để mất thì cái số của Hến nó cứ khổ thế đấy, tiền nó không có rồi lại còn hay mất nữa. Thế hôm sáng thẩm mõ nó ra thế nào? À, chả là thế này. Cái thằng Ất ấy, nó nhặt được tiền rơi nhé, nó đem đến nộp cho quan. Quan mới sai cái thằng mõ rồi đi giao, xem ai ở trong tổng này bị mất tiền thì đến mà nhận. Đấy, tiền của Hến đấy. Ô, thế tiền của Hến à? Thế Hến bị rơi ở chỗ nào? Thế thằng mõ nó giao ở đâu?
Thằng Ad nó bảo nó nhặt được ở bến đò cơ. Đúng rồi. Thì sáng nay Hến vừa mới đi qua bến đò xong. Hến đi đò làm gì? Đi đâu? Hến đi sang nhà cụ Lý. Sang cụ Lý à? Vâng. Sang cụ Lý thì làm gì mà chả mất. Sang nhà cụ Lý có công việc. Cụ gọi Hến sang có công việc. Mà này, quên này. Sang nhà cụ Lý không mất đâu. Mà lại còn được mang về đấy. Cứ đợi được mang về à? Thế thì nhất thế chứ còn gì. Thế nhưng mà tất cả là tại cái lão lái đò ấy. Lão ấy dở mặt. Lão lái đò thế nào? Thì lúc đi thì lão chở Hến sang thì vui vẻ bình thường. Hay lúc về thì lại tăng tiền gấp đôi. Cái thằng này láo nhỉ? Láo quá. Thế tại sao thế? Chứ Hến không biết. Thế chắc là mình đi sang nhà cụ Lý về có tiền hay sao ấy. Thế thôi, Hến có trả không? Không, thì ngu gì mà trả. Tiền làm ăn đã khó khăn rồi, làm gì có tiền đâu mà trả. Xong rồi thế nào? Thế nhưng mà Hến cũng sợ. Sợ ra đến giữa sông, lỡ đầu lão ấy đổi ý đẩy Hến xuống sông thì sao? Hay là Hến cố nhịn. Nhịn vừa mới qua được sông, đấm luôn vào mặt nó. Giỏi ấy. Chứ đấm vào giữa sông rồi chắc nó ném xuống. Hến không biết bơi gì. Thế thì có mà chết đuối. Người ta bảo là qua sông là phải lụy đò. Đằng này Hến qua sông rồi đấm thẳng vào mặt ông lái đò. Dày, thế là còn nhẹ đấy. Hến xử lý thế là được đấy. Vâng, thế nhưng mà quan tiền của Hến đâu, trả cho Hến đi. Tiền của Hến thì trước sau chả là của Hến. Từ từ để quan gọi thằng Ất sang đây nhé. Không thì quan lại mang tiếng được người lấy tiền của kẻ đánh mất nhé. Gọi thằng Ất sang đây làm gì? Nó nhặt được tiền mà lại. Bay đâu? Dạ. Rồi. Quan cho gọi con ạ. Đi gọi thằng Ất. Gọi nó sang đây bảo với nó là đã có người nhận tiền nhá. Dạ vâng ạ. Chờ một chút. Quan không tin em gì. Quan chả tin Hến gì cả. Không tin Hến thì thôi, Hến đi về. Có gì à? Dạ. Hến cứ bình tĩnh. Dạ bẩm quan. Quan cho gọi con ạ. Ta cho gọi là ngươi đến vì ta đã tìm được người đánh mất tiền. Thế ạ? Tốt quá. Thế là ai đấy ạ? Đúng rồi, còn ai trồng khoai đất này nữa? Cô Hến chứ của ai? Thế lại là cô Hến à? Dạ bẩm quan, cô Hến hay mất tiền quan nhỉ? Ở đâu ra mà nhiều tiền đánh rơi thế cô Hến? Làm cái gì có tiền thì kệ người ta. Quan trọng đấy là tiền của người ta là được rồi. Thôi được rồi. Để quan hỏi chị Hến. Dạ. Vậy thì cái túi tiền của chị Hến đánh mất ấy, nó là cái màu gì? Và trong túi của chị Hến ấy là có bao nhiêu tiền? Nói thật với quan là lúc đấy cụ Lý cho Hến cụ cho nhanh quá Hến chưa kịp đếm. Thế nên là cũng không biết bao nhiêu tiền. Vậy cái túi cũng không biết là màu gì à? Túi thì cái lúc đấy cụ đưa thì nó cũng hơi tối nên là Hến cũng chưa kịp nhìn luôn. Cụ Lý cho Hến tiền mà lại cho vào lúc buổi tối. Mà lại tối không nhìn thấy gì à? Không nhìn thấy gì cả. Nghe cũng thấy nó sai nhỉ? Sao lại sai? Sai ở đâu ra mà sai hả quan? Hến đã nói đúng thì chỉ có đúng thôi. Đúng không quan? Chỉ có đúng. Dạ, bẩm quan ạ. Có anh xỉu hàng thịt lợn muốn xin được gặp quan ạ. Có chuyện gì mà đêm hôm nay lại lắm chuyện đấy nhỉ? Cho anh ta vào. Dạ vâng ạ. Thôi, nếu như mà quan không tin Hến thì hãy đi về. Dạ. Dừng lại đã. Dạ, bẩm quan ạ. Ngươi đến gặp quan có việc gì? Dạ, bẩm quan. Chuyện là thế này ạ. Sáng nay con bán xong phản thịt lợn ở chợ. Trên đường về con có làm rơi túi tiền. Chiều nay nghe thằng Mõ nó giao là có người nhặt được mang nộp lên cho quan. Nay con đến xin trình với quan là nếu như phải túi tiền của con thì xin quan cho con được nhận lại. Thôi được rồi, nhà ngươi đã nói như vậy thì ta xin hỏi nhà ngươi. Thế nhà ngươi mất cái túi tiền đấy thì cái túi là màu gì? Và trong cái túi có bao nhiêu tiền? Dạ, bẩm quan,
sáng nay con có làm rơi túi tiền. Cái túi đựng tiền nhiều tên. Và trong túi tiền có 10 quan tiền. Đúng rồi thưa quan, túi tiền của hến cũng thế, màu đen, 10 quan, đúng rồi. Lúc nãy quan hỏi gấp quá, nên là hến không nhớ, hến sợ quá hến không nhớ. Bây giờ hến nhớ ra rồi. Mà thôi tóm lại là không lôi thôi nữa, hến đã đến đây từ trước rồi, thế nên là ai đến trước là tiền ngồi đấy, thế thôi. Thì hến nói thế không được, dạ bẩm quan, không thể ai đến trước, mà túi tiền lại là của người ấy. Dạ thưa quan, vì con là người nhận được tiền, nên con xin hiến với quan một kế mọn này có được không ạ? Được, ngươi nói đi. Dạ bẩm quan, tiền của tị hến thì chắc chắn là thơm tho vì trông tị hến bóng bẩy thế kia, đúng không ạ? Còn tiền của anh xỉu bán lợn thì chắc chắn là sẽ dính mỡ lợn rồi. Thế thì quan cứ cho vào chậu nước, nếu mà không nổi mỡ lợn lên là tiền của tị hến, mà còn mỡ lợn nó nổi lên thì chắc chắn là tiền của anh xỉu bán lợn. Thưa quan thấy thế có được không ạ? Cái mưu này hay đấy. Mai đâu? Dạ. Đưa thau nước vào đây. Quan nhìn xem. Này, chị Hến nhìn đi. Khi nào mà chậu nước nổi đầy váng, toàn mỡ thôi. Thế chị Hến có bán thịt không? Các người hãy nghe ta xử đây. Tiền này đích thị là của anh xỉu bán thịt lợn. Mày đâu? Dạ. Không phải tiền của mình mà nhận xăng nhận bậy. Mày đâu? Dạ. Nọc cổ thì hến. Đánh 50 hào châu. Ôi, quan ơi, con xin quan. Ôi, con xin quan, quan ơi. Oan cho con quá, quan ơi. Quan ơi, oan cho con quá, quan ơi. Sướng thật. Chú xỉu ạ. Ly này xin kính chú một ly, vì nhờ có chú mà con tị hến hôm nay bẽ mặt. Nào xin mời chú. Rượu ngon quá. Hôm nay nhà tôi làm con gà có miếng ngon nhất, xin được mời chú ăn trước. Đây, xin mời chú. Đấy. Dạ, em xin. Mà đúng là chú tài thật. Nhờ cái mưu của chú mà cả làng này, cả tổng này bỏ được cái cơn tức. Ai cũng biết là con thị hến này nó chuyên nhận sằng nhận bậy, thế mà không ai biết làm thế nào để vạch mặt nó ra. Chú giỏi thật đấy. Cảm ơn bác. Em thấy chuyện nhỏ như thế này mà bác phải soạn một mâm cỗ linh đình quá. Thôi, em kính bác. Cảm ơn bác. Có quan trọng gì đâu. Dạ. Tôi uất ức cả năm nay rồi. Chú không biết đấy, lần trước tôi nhận được 5 quan, nó đã nhận vơ rồi. Sau đó cả làng cả tổng xì xào, tôi mới biết 5 quan ấy không phải của nó, mà là nó nhận xăng. Thế có tức không cả chú? Mà cũng hay thật đấy. Làm sao mà chú lại biết được là chắc chắn là con thị hến nó sẽ đến nhận 10 quan tiền đánh rơi đấy. Mà giả sử quan mà không thanh liêm thì anh em mình không khéo mất 10 quan tiền. Thưa với bác thế này, về mụ hến ý, thì em biết từ lâu rồi. Em cũng biết là mụ ta chuyên nhận sằng, nhưng mà chưa có cớ để vạch mặt. Ra thế. Vâng. Mà cái quan trọng nữa ấy là em tin quan nhà mình. Quan nhà mình là thanh liêm chính trực. Chính vì vậy em mới bày cái kế mọn để anh em ta vạch mặt con mụ hến. Đúng rồi. Thôi, hôm nay ly rượu này xin cảm ơn chú. Đã. Nào, chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng. Nào xin mời. Rồi.
Em mời bác. Trời đất ơi, trời lên quá ngọn xào rồi mà ông vẫn nằm ở đây để ngủ được à? Trời ơi, định nằm há miệng chờ sung đến bao giờ? Sung là sung, đây là hồng xiêm. Hồng xiêm à, à, ôi giời, bà làm cái gì thế? Sao tự nhiên lại dội nước vào người tôi? Dội cho mà tỉnh, cho mà đi kiếm cái ăn đi. Chết đói cả lũ với nhau rồi. Ôi giời, đã có cái gì ăn đâu. Tôi phải nằm ngủ để cho nó đỡ đói. Về đã có kiếm được cái gì ăn không? Ông lại còn hỏi tôi thế nữa à? Mang cái tiếng ấy thì lấy chồng ấy mà cứ như không ấy. Thế bà tưởng tôi nằm không đây đi à? Tôi nằm đây là tôi tư duy. Tôi nằm đây là tôi động não. Là tôi đang nghĩ ra cách đây chứ bà tưởng à. Ông nghĩ cái gì? Tôi nghĩ ra cái cách hay lắm. Ôi đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Giảm người. Hơi phí. Đây, đây, đây. Mình ơi, mình ơi. Mình uống nước đi. Rồi tôi nói với mình chuyện này. Uống nước đi. Rồi ơi, đẹp quá. Mình đứng lên tôi xem cái là. Đứng lên tôi nhờ tí. Đói lắm. Đứng lên. Đứng như hoa mày chóng mặt hay ngất. Đứng lên rồi sẽ có cái ăn. Đứng lên tôi xem nào. Đứng lên tôi xem cái. Ôi giời ơi. Cái gì đấy? Mình ngồi xuống đây. Này tôi nói cho mình biết nhá. Mình đẹp như thế này. Đẹp thế này mà không đi làm. Làm cái gì? Làm vợ tôi thì hơi phí. Mà tôi làm vợ ông thì tôi mới thấy phí ấy. Thế cả một đời tôi ấy. Thì đấy. Đấy cái gì mà đấy, ông thì nhìn xem. Cái hồi mà tôi mới về với ông đấy. Gì thì thầy bu tôi cũng cho được cái nhà. Đúng không? Cũng cho được mảnh ruộng. Nhưng mà bây giờ ấy lấy ông một thời gian ông nhìn đi. Cả nhà cả cửa còn được cái gì? Còn có cái gốc hồng xiêm. Với cả cái trong rách này. Rồi. Ông bán được sao mà ăn không? Yên tâm đợt này. Tôi nó khổ. Tôi ngu. Tôi nghe ông xui khôn xui dại. Tôi lấy ông về bây giờ tôi mới khổ thế này. Thôi được. Rồi ơi. Thôi được. Ngày xưa tôi đẹp nhất làng. Nhá, bây giờ nhan sắc thì tôi tàn hoàng thế này. Thôi nào, xuống. Ôi giời, đời ơi. Xuống đến ngày, đợt này tôi sẽ trùng tu. Tôi không đi tu. Trời ơi, điếc lòi ra. Tôi trùng tu lại nhan sắc cho bà. Trùng cái gì? Bây giờ muốn trùng tu cái gì thì phải có tiền. Rồi. Tiền đâu? Bà là tiền chứ là đâu? Tiền đâu? Tiền đây chứ tiền đâu? Tôi bảo nhá. Đây, tôi nghĩ ra cái kèo này hay lắm. Đấy. Ôi giời, đợt ơi. Ôi giời, đợt ơi. Ông là cái đồ khốn nạn nhá. Tôi nói cho ông nhá. Thế hóa ra là ông bảo tôi đi làm gái lầu xanh à? Bình tĩnh nha. Ôi giời. Gái lầu xanh ấy. Gái lầu xanh ấy, là bây giờ các phú ông là sở thích là nhận con nuôi, cháu nuôi, được chứ? Đớm chưa? Nhà người ta thì thiếu gì con nuôi với cả cháu nuôi. Rồi. Cứ gì người ta lại nhận vợ ông. Còn đấy là con khác, cháu đấy là cháu khác. Còn cháu ở đây là cháu nuôi để thịt, hiểu chứ? Có thì ông để cho người ta thịt vợ ông à? Gì sao lại để thịt vợ thì còn ra cái gì nữa? Chuẩn bị thịt tôi ập vào. Đấy, vào đây. Ôi trời ơi, ôi chết. Bác đột vải. Sao bác lại đẩy em vào đây ạ? Thì không đo ở trong này thì đo ở đâu? Ôi trời ơi, bác đo thì bác phải đo ở ngoài kia. Chứ bác lại đẩy em vào trong này. Còn mỗi em với bác thì bác định đo em cái gì? Em lại hiểu nhầm tôi rồi. Vào đây đo nó mới chuẩn. Tại vì cái phòng này của tôi nó đo, tôi quen nó rồi. Thôi, em ngại lắm. Ngộ nhỡ nhà em nhìn thấy thì chết à. Chiều nay ở ngoài đồng cứ nhâm nha nhâm nháy người ta. Bác cứ nói thế oan em chết ạ. Nào em có nhâm nháy gì bác đâu. Ôi dồi, người ngợm thì đẹp như thế này mà lại ăn mặc như thế này thì nó phí quá. Để về tôi cho mấy giấc vải lụa, xong rồi về may đo cho nó đẹp
cái con người lên nhá. Dạ. Nào đi ra đây. Ông, dạ. Để tôi đo cho. Nào. Dạ đo ạ. Nào, nào, bây giờ từ đây nhá. Nào. Đây. Ôi, bác ơi nhột nhột, em buồn lắm bác ơi. Ôi, cứ từ từ bình tĩnh, không có gì nhột cả. Đây. Dạ. Người đẹp đâu, người đâu mà đẹp thế nhỉ? Ôi, đây. Đây. Bác ơi, bác ơi, em nhột lắm bác ơi. Cứ bác chiều tôi ơi, một tí, bác ơi. Rồi dù muốn cô vải gì cũng có mà. Bác ơi, bác đừng làm thế. Bác ơi, bà bỏ em ra. Trời ơi, bỏ mặt ra. Ôi dồi ôi, thằng khốn nạn. Ông giết mày, ông giết mày. Ông giết mày, ông giết mày. Ông giết mày, đứng lên. Bác tha thôi em chưa làm gì được à. Chưa làm gì à? 3 năm rõ 10 cho mày còn cãi, mày chưa làm gì à? Vợ tao thế này. Ôi trời ơi, mình ơi, mình có làm sao không? Cô đã làm gì mình chưa? Bác ấy vừa xăm xở em. Để yên. Mày dám sờ vào vùng nhạy cảm của vợ tao. À được rồi, hôm nay thì mày chết với ông rồi. Bác nhầm rồi, bác hiểu lầm em rồi. Hiểu lầm à? Dạ. Hiểu lầm làm sao được, chính mắt tao nhìn thấy hiểu lầm làm sao được. Con vợ mày đâu? Con vợ mày đâu? Ui dồi ôi, nó lợi dụng giữa lúc trời mưa sấm chớp đùng đùng thế này, lôi vợ tôi vào đây. Tao sẽ kể hết đầu đuôi câu chuyện với con vợ mày rồi tôi làm làng lên cho cả làng người ta biết. Thôi em xin bác, em xin hai bác. Đừng lôi con vợ em ở đây, con vợ em nó về đây cho chết em. Ui dồi ôi, nó ghê lắm bác ơi. Với cả em cũng đã làm được gì đâu ạ. Thế bây giờ mày muốn làm sao? Mày định giải quyết việc này như thế nào? Hay là thế này, bây giờ nhà em thì rất là nhiều vải. Em xin đền cho hai bác muốn chọn vải nào cũng được. À, thế là nó nhận tội rồi, nó nhận tội rồi mình ạ. À. Dạ. Mày tưởng mày mang mấy cái sấp vải ra để mày mua cả một cái danh dự, một cái uy tín của vợ tao à? Hả? Mấy cái sấp vải nhà mày đáng bao nhiêu tiền? Thôi thôi thôi, mày nhận tội rồi, không phải vải vóc gì cả. Đi lên quan đi. Đi lên quan. Phân giải cho rõ ràng. Đi lên quan. Để em. Thì hai bác em xin đền thêm cả tiền cho hai bác. À tiền. Tiền có mua lại được danh dự cho vợ tao không? Bao nhiêu tiền? Mày có bao nhiêu tiền mà đòi đền danh dự của vợ tao? Hả? Em nói thật là đây là tất cả gia tài của em đây. Xem nào. Chị đừng cứ giải em lên quan là được ạ. Thế ý vợ thế nào? Thì tôi là tôi vẫn điên lắm rồi, tôi chưa chấp nhận được đâu nhá. Cái thằng này nữa, nhưng mà tôi tôn trọng ý kiến của vợ. Dạ. Vợ cứ nói cho nào. Thôi mình ạ. Em nghĩ thế này, xấu chàng thì hổ ai. Em cũng chẳng muốn làm ầm ý chuyện này lên đâu. Rồi bà con nghe thấy em xấu hổ lắm. Rồi cái thứ hai nữa là bác cũng chưa làm gì em cả. Đúng rồi ạ. À. Mày im. Bác cũng ăn năn hối lỗi cho nên là tạm tha cho bác ý ạ. Đây là nể lời mình ý chứ còn tôi vẫn dạ. Điên lắm. Thôi em xin mình ạ. Thôi tạm tha. Mày nhớ cái mặt tao đấy nhá. Mày nhớ cái mặt tao nhá. Mấy cái loại 1m1 như mày nhá, tao đấm nửa cái mày chết. Tao đạp nửa cái là mày đi đời nhá. Chứ nói tao lên quan. Dạ. Hôm nay tao tha. Báo danh trần đời cho nhà mày biết. Chừa mặt vào tao ra nhớ chưa. Đi về. Về đi. Dạ. Dạ hai bác về ạ. Trời ơi. Ui kì kì à, không kéo xước cái cả chân của tôi. Mình ơi. Ông từ từ đã. Ông cho tôi hửi một tí xem cái mùi nó thế nào. Thơm không? Ôi trời ơi. Thơm không? Mùi tiền không những nó thơm mà tôi nghe cái âm thanh nó bùi tai quá không ạ? Giòn không? Giòn không? Ôi trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới nghe là cái âm thanh nó thú vị thế. Ngồi xuống đây. Mà này, đúng là cái thằng bán vải ấy nhỉ? Chỉ biết đo cắt, cù cù lần mà lắm tiền thế. Trời ơi, tôi để ý á. Lúc nó nhìn thấy mình cái, nó nhún hết cả ra. Mà, đúng rồi, tôi nhớ rồi. Cái lúc đấy nhá, là tôi thấy lúc mà nó đo cho bà đấy nhá.
là bà cũng uốn éo lắm đấy nhá. Có bảo ông uốn éo thì có. Cứ cẩn thận đi. Thế ai bảo tôi là phải lấy cái vốn tự có để cho đứa khác nó mó vào thì phải chịu thôi. Được rồi. Tôi nói với bà nhé, cứ cái đà này nhé, tôi sẽ chặt hết cái chỗ Hồng Xiêm này đi. Tôi sẽ xây cho bà một cái nhà năm gian mới tinh. Tôi mua lụa là về cho bà mặc. Lúc ấy bà lên bà phú, tôi lên ông phú. Ôi giời ơi, sung sướng thì thôi. Này, thế là một bước tôi lên bà luôn đấy à. Trời ơi, thế là người tôi cứ thơm phức dài ông à. Chả còn cái mùi hôi tanh của phân hàng ngày. Đẹp gì về gồng gánh nữa cho vất vả. Ôi giời, tôi cứ nghĩ đến thế thôi là tôi sướng mủn rụt cả người rồi. Thôi được rồi, hôm nay ấy, hôm nay là nhân dịp lừa được cái thằng bán vải, đúng không? Đấy, ông nói tôi mới nhớ. Mình dại quá ông ạ. Sao? Đáng lẽ là lúc đấy tôi phải lấy mấy miếng vải ở đấy về để tôi may mấy bộ quần áo mới. Thì tôi mới đi mà xoay cái vốn tự có được chứ. Bà! Mình là người có tiền. Việc gì phải lừa vài cái tấm vải. Bà yên tâm, tôi sẽ trùng tu cho bà. Tôi sẽ mua lụa là cho bà, nhé. Ôi, bà cứ vào trong nhà tắm rửa thay quần áo đi. Hôm nay sẽ đích thân tôi đi ra chợ mua ít thịt chó về vợ chồng mình đánh chén. Nhân thể tôi qua hàng lụa đẹp nhất chợ, tôi mua cho bà vài tấm, tôi đắp vào người bà. Để cho mấy cái thằng phú ông phú chọc ở cái làng này, cái tổng này nó lạc mặt kìa. Việc gì phải lừa mấy cái mảnh vải, bà đưa tiền đây cho rồi. Rồi, đi mau rồi về với tôi đi nhá. Thịt chó. Lụa nhá. Lụa. Eo ơi, người có tiền thì nói chuyện nó cũng khác. Tự nhiên cái tông giọng nó cao thế cơ chứ lì. Mình là người có tiền rồi thì cái tướng nó cũng phải khác chứ nhở. Sao rồi? Sao răng cái gì? Đứng từ sáng đến giờ có thấy mống nào đâu. Em khô hết cả người rồi đây này. Thế gì thì sao lại đen thế nhỉ? Thì hôm nay đi ra ngõ, bước chân phải chân trái? Bước cả hai chân. Bước cả hai chân là như thế nào? Thì là người ta nhảy chứ còn như thế nào. Ở cửa nhà mình chả có cái vũng nước to đùng đấy thầy. Sao lại đen thế nhỉ? Người ta đã bảo rồi cơ. Hôm qua ai bảo là ăn thịt chó, thế xong người là còn cứ cố, không kiêng. Thế nên là hôm nay mình đen thế. Thì ai bảo trời nhà bà đẹp thế, ăn thịt chó, lá mơ lông vào, làm gì người nó chả phấn khởi. Thế nỡ mà, bây giờ làm nào? Thì làm nào bây giờ? Em bảo này, em nghĩ rồi nhá, có khi là các ông ấy cũng nhìn thấy em. Thế nhưng mà giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, các ông ấy không dám lại gần, sợ các bà ấy nhìn thấy. Thôi được rồi. Hay là mình chờ tới sập tối rồi mình ra sau. Để tối nhá. Dạ, đi. Ơi, mình ơi, có người. Lão Long, chủ tiệm Kim Hoàn. Lão Long giàu nhất cái tổng này. Ôi dồi ôi, nhà lão bán vàng đấy á. Ôi dồi ôi, lão ấy giàu lắm mình ạ. Nếu mà lừa lão này nhá, xây nguyên cái nhà năm gian, chặt luôn cây Hồng Xiêm đi. Ôi, cố gắng. Tưởng là đen mà đỏ đi, mình trốn đi. Cố gắng lên. Chả nói năng gì cả. Chị đứng lên đi. Ôi trời. Chị có làm sao không? Eo ơi, sao lại gọi người ta là chị? Tôi xin lỗi. Cô có làm sao không? Sao lại gọi là cô? Tôi phải gọi gì bằng gì? Gọi là mình cho nó tình cảm. Thế chị à, mình có làm sao không? Em đau đầu quá. Trời, em đau đầu, em chóng mặt quá. Chắc là bởi vì em đứng nắng lâu, bây giờ em hoa mày chóng mặt, em mệt quá. Ôi ông ơi. Mình cẩn thận. Ôi giời. Thế nhà mình có ở gần đây không? Nhà em ở xa đây lắm ông ạ. Thế thì làm nào nhỉ? Hay là
Hay là mình vào tạm cái tiệm của tôi nghỉ, sau đó đợi người nhà đến đón được không? Ôi dồi, được thế thì... À thôi ạ, em thì không có vấn đề gì. Em chỉ ngại bà mà nhìn thấy thì lại ngượng cho ông. À, tôi ở một mình thôi mà. Ôi thật à? Ôi sao em đổi ơn ông mà. Cẩn thận nhá. Dạ, ta về thôi ông. Mình đừng có tỉ quá như thế mà tôi cứ lại ngã đây. Đâu ông đang kéo em đi chứ. Xong rồi. Lần này thì chết với ông. Trời ơi, bây giờ vẫn còn ngồi đấy mà ngủ nữa mà. Đâu? Nó đâu? Thằng ấy đâu? Ôi. Làm sao mà khóc? Mất rồi. Mất cái gì? Đã lấy được gì đâu mà mất? Mất hết rồi. Sao lại mất? Mất là thế nào? Bà bình tĩnh mà nói tôi nghe xem nào. Ôi dồi, tại sao lại te tua ra thế này? Trên người tôi có cái gì thì mất hết rồi. Thế là thế nào? Thế còn thế nào nữa? Cái thằng Kim Hoan của ông ấy. Ui giời ơi. Nó lấy hết rồi. Thì chết tôi rồi. Tôi đã bảo bà rồi, dặn bà rồi. Nhưng mà tôi dặn bà là nói chuyện nhanh nhanh cho vào việc thì tôi còn ập vào. Thế cứ để tôi ngồi đợi đấy mãi. Đợi lâu quá tôi cứ thấy nó đi ra đi vào. Tôi tưởng thằng này nó còn tâm sự. Rồi nó đợi đến đêm. Thế nào mà lại nhanh thế? Tôi mới chạy về tôi làm con gà cút rượu. Con mồm thế nào ngủ quên bố nó mất. Thôi, tôi xin mình. Đúng là sảnh một ly đi một dặm, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nhưng mà thôi không may, cứ yên tâm, không sao đâu. Nhìn thằng trăm thằng mới có một thằng. Lần sau gặp thằng Phú khác là nó không giống thằng này đâu. Ôi trời ơi, ông vẫn còn nói thế à? Ông vẫn chứng nào thật đấy à? Thế thì tôi chết cho ông vừa lòng. Tôi chết đây rồi, trời ơi. Tôi xin mình. Tôi xin mình đừng làm thế. Tôi biết rồi, tôi sai rồi. Tôi hứa. Muộn rồi. Tôi không còn mặt mũi nào mà nhìn bà con chòm xóm. Bây giờ thử hỏi xem là có ai mà bán vợ mình lấy tiền như ông không? Đừng làm. Tôi nhục lắm, tôi chết à. Thôi, mình ơi, tôi xin mình. Mình đừng làm mầm mỹ lên thế. Là nước cái ghê tấy thì nhục lắm. Tôi hứa với mình. Từ nay tôi sẽ chịu khó làm ăn lao động để vợ không phải đi bán thân thế này nữa. Ông có hứa thật không? Tôi hứa. Thật nhá. Thật. Gầm nóng hết cả người. Ê, làm sao thế? Ê, đau. Đang xước thế sao lại lau vào thế? Xước đâu mà xước. Sao máu lại lau cái hết ngay thế này? Tôi bôi son vào đấy. Thế nào? Lại còn thế nào nữa? May đấy, gặp phải người tốt. Người ta hiểu chuyện, người ta thương tôi. Người ta bày cho tôi cách này về. Để cho ông trắng mắt ra đấy, ông hiểu chưa? Thế là chưa mất à? Chưa. Thế là làm sao mà mất được? Chưa làm gì à? Chưa. Ôi, may quá. Đây là cái phúc nhà tôi to cái đình rồi. Tôi nói cho ông biết nhá. Ông phải nhớ nhá. Từ nãy giờ là ông hứa với tôi cái gì ông nhớ ông làm ấy nhá. Rồi, tôi hứa. Ê, xanh đấy. Ê, sai đấy. Mít ơi, ông bảo Mít này, bao giờ mày chín? Muối phải mọng vào nhá. Cùi phải mỏng vào. Mọng, ngon, ngọt. Như là bà nhà ấy. Thì được đấy. Cứ năm sau là phải sai hơn năm trước. Thì ông mới yêu, ông mới thích. Hiểu chưa? Không được ông chặt. Đấy, đấy, đi ấy. Gai cái xanh này là biết nghe lời đấy. Ông.
bẩm ông. Biết rồi, bà đi vắng thì đúng không? Ra đây chồng mít với ông. Không phải, bà vẫn ở trong nhà. Ui dồi, ý chết. Cái cậu thóc của ý đến thăm. Cái thằng đấy sang đây lại có việc nhờ bà. Bảo ông không có nhà. Cậu thóc của ý biết ông ở ngoài này rồi. Ai bảo mà biết? Con bảo. Ui dồi, sao lại bảo ông ở ngoài này? Đấy là sen ý. Người khác thì chết đòn không? Này, có những cái việc ấy giấu kín thế mà có một cái, những cái việc ấy động cái là hở. Cái thằng thóc ấy nó sang đây ấy, là có cái việc nhờ bà nhá. Thôi đi vào, rồi ông vào múc cho nó cái gáo nước mưa nhá, nhanh. Không được cái việc gì lại sang vay mượn. Hôm nay đúng là rồng đếm nhà tôm. Lâu lắm rồi mới thấy cậu thóc sang chơi đấy. Dạ chị ạ. Dạ mời cậu xơi nước ạ. Tôi cảm ơn. Cậu xơi chén nước mưa đi, mát lắm. Mà uống vào lại ngọt giọng nữa, cậu xơi đi. Dạ tôi cảm ơn chị ạ. Cậu thóc sang chơi đấy à? Dạ. Quý hóa quá. Anh nhà đấy ạ. Nước mưa đấy, ngọt lắm, uống đi. Vâng, em cảm ơn ạ. Thế hôm nay cậu sang có cái việc gì không đấy? Dạ, chả giấu gì anh chị ạ. Hôm nay em sang để thưa việc với anh chị. Từ lúc mà thầy em khuất núi ấy, thì những người mà nợ tiền nhà em, người ta cũng chẳng trả. Ôi giời ơi, đúng là cái quần khốn nạn, đúng là cái phường bất lương. Toàn là cái phường bất lương hết. À mà này, nhà tôi ấy là trả hết rồi đấy nhá. Dạ không ạ, em ý em không phải là nói anh chị ạ. Anh chị thì sống đàng hoàng, em làm sao mà dám nói anh chị ạ. Đấy, cậu nhắc thì tôi mới nói, nhà tôi là có nề có nếp đàng hoàng. Dạ. Ba đời nhà tôi là tử tế, đến đời tôi còn tử tế hơn cậu ạ. Dạ vâng ạ, thầy em mất xong, u em càng ngày càng suy nghĩ rồi đổ bệnh ra đấy. Bây giờ thầy lang bảo là bệnh nặng, mà không có tiền chữa thì chắc là u em không qua khỏi ạ. Ôi giời ơi, thương quá. Nên là hôm nay em sang đây để hỏi tiền anh chị cho em vay tạm về để chữa bệnh cho u ạ. Hả? Nghĩ cái hoàn cảnh của cậu, vợ chồng tôi cũng đau cái lòng, xót cái dạ. Thôi được rồi, để tôi... Cái gì? Để tôi hỏi ý kiến mình. Ôi giời ơi, gớm mình. Mình lại cứ vẽ chuyện ra. Cậu thóc đây là người nhà chứ không phải là người ngoài đâu. Mình muốn gì mình cứ quyết đi. Mình quyết đi. Thế thì mình... Nhưng mà ở nhà tôi chỉ được cái vẽ bề ngoài thôi, chứ làm gì có tiền đâu. Đấy, nói thế này cậu cũng phải thông cảm cho. Chả giấu gì cậu, mấy năm nay vợ chồng tôi làm ăn thất bát. Đấy. Dịch bệnh hoành hành, có buôn bán được cái gì đâu. Buôn bán được gì nói đâu. Nói thật, nuôi đủ miệng ăn còn là may. Mà này, vợ chồng tôi còn nợ đấy, nợ nhiều lắm. Chẳng qua là xấu hổ với bà con lối xóm nên là không muốn nói ra. Cũng vất vả lắm cậu ạ. Dạ, thế anh chị nói thế thì thôi ạ. Em xin phép em về bên nhà đấy ạ. Thế thôi cậu lại nhà nhá. Dạ vâng. À này đấy, chờ tôi tí. Cậu Thóc ơi, thôi thì của ít lòng nhiều, tiền thì chả có bao nhiêu nhưng mà tấm lòng vợ chồng tôi thì cao như là biển cả ấy. Gọi là biếu cậu hai cắc để có lo hậu sự. Ok mình, thành thật với cậu, nhà cũng chẳng có. Có thì tiếc gì. Đúng rồi. Mình gần gũi thân thiết như ruột thịt, đâu có phải người dưng. Cậu cầm lấy. Cậu cứ cầm lấy đừng khách sáo. Cầm hai cắc này về để lo thuốc thang cho bà nhé. Về lo cho bà nhá. Dạ thôi, em cảm ơn anh chị, em về ạ. Ừ, cậu Thóc về nhá. Vâng. Cậu lại nhà. Chửa, mỡ lên mà húp. Cho nó vay thì xong thì mẹ nó chết ra đấy thì xong rồi nó bé. Thế thì ai là người trả nợ cho vợ chồng mình? Định ăn không ăn hỏng của ông bà đấy à? Biết rồi. Còn khuya nhá. Mà may nhá. May cái gì mà may? May nó không biết cái khoản nợ ngày xưa mình nợ thầy nó. Đúng rồi, mình mới trả lại, đã trả không đâu. May là nó không biết đấy, chứ nó biết thì
có mà chết. Bác Nghĩa ơi, ai gọi thế? Em ạ. Ôi, chú Địa đấy à? Dạ vâng. Thế đêm hôm sang nhà tôi có việc gì thế? Vào nhà uống nước. Thôi. Chị nhà đâu anh? Đi ngủ rồi. Thế thôi, em đứng ngoài này cũng được. Em sang đây khuya khoắt thế này là có việc muốn nhờ cậy bác. Có cái việc gì? Chả là thế này, em chuẩn bị đóng chuyến hàng mới, cho nên em sang mượn bác ít tiền. Chú Địa cứ đùa, chú nổi tiếng giàu ú ở trong vùng, để sang tôi vay tiền. Đừng có đùa vợ chồng tôi thế. Em nói thật, em đánh chuyến hàng mới cho nên còn thiếu chút tiền. Em sang nhờ bác, nếu bác có dư giả cho em vay, rồi xong chuyến hàng em gửi bác. Chú định vay bao nhiêu để tôi gọi nhà tôi dạy? Em vay có 10 quan thôi. Có 10 quan à? 10 quan thì tôi có đấy rồi. Tưởng 100 quan mới gọi nhà tôi dạy, chứ 10 quan lúc nào trong người chả có. Đây, chỗ này là vừa tròn 10 quan. Đấy, chú cầm về nhá. Đấy, xem đi. Đấy, có việc gì cứ sang đây. Anh em mình là tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau. Chú giúp tôi nhiều, tôi giúp chú được mấy. Dạ. Đi vào nhà uống nước đã. Thôi, khuya rồi. Em về chuẩn bị, mai em đi sớm. Thế về nhá. Thế em cảm ơn bác nhá. Có việc gì cứ sang tìm tôi nhá. Dạ vâng, em cảm ơn bác. Em về đây. Chú lại nhà. Dạ vâng. Giàu mà vẫn không phải có lúc vay tiền. Tôi xin. Tuổi gì mà cầm? Trả tiền lại cho chú ấy đi. Kìa chị, chú trả tiền thì tôi cầm, có sao đâu. Có biết chú Địa là ai không? Nhờ chú ấy giúp vợ chồng mình như thế, chú ấy tốt với vợ chồng mình như thế, nên là vợ chồng mình mới có được cái cơ ngơi như thế. Mình nói như thế. Thế chú cầm lấy. Kìa chú cầm lấy tiền. Có đáng là bao? Cầm tiền của chú cầm lấy. Kìa bác, em vay thì em trả, các bác đừng ngại. Khổ quá, chú cứ khách sáo câu nệ làm gì. Anh chị là coi chú như người nhà, chú cứ cầm lấy. Còn nếu mà cần thêm chị vào chị lấy cho, chú cầm đi. Kìa chị, thực ra số tiền này là em cũng vay hộ người ta, và hôm nay em trả anh chị thôi. Người tốt thế chứ. Chú cứ như là Bồ Tát sống ấy ông nhỉ. Có cái tấm lòng Bồ Tát. Có mỗi một cái tật là tốt quá mà bao nhiêu năm không sửa được. Ai đời lại đi vay tiền vợ chồng mình để đi giúp người khác bao giờ. Chú Địa ơi, ai mà tốt số thế hả chú? Là cậu Thóc. Cậu Thóc á? Phải, cách đây mấy hôm em gặp cậu Thóc. Cậu Thóc đây à? Dạ, anh ạ. Ừ, thế sao lại ngồi đây? Trông mặt buồn thế. Nghe tin bà ốm. Thế bệnh tình của bà thế nào rồi? Dạ, bệnh của U em càng ngày càng nặng anh ạ. Và tiền thì nhà không có để lo cho U. Em cũng vừa sang nhà anh Nghĩa để vay tiền, mà nhà anh ấy cũng khó khăn quá anh ạ. Thế vợ chồng anh Nghĩa nói với cậu là gia đình anh đang khó khăn à? Dạ vâng ạ. Anh chị bảo gia đình đang khó khăn nên không có. Em cũng phải đi về thôi, chứ làm thế nào được ạ. Thôi được rồi, cậu cứ về đi nhá. Nấu cho bà bát cháo để bà bồi bổ sức khỏe. Rồi mai tôi sang tôi thăm bà. Vâng ạ. Tôi đi chào anh ạ. Chắc anh chị cũng còn nhớ ngày em và anh chị đến đây lập nghiệp, thì người giúp đỡ em và anh chị đó là thầy U của cậu Thóc. Anh chị biết đấy, văn hóa con người Việt chúng ta với tinh thần đoàn kết, yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng cái quan trọng hơn cả là sống có tình có nghĩa, có trước có sau. Ai giúp đỡ mình thì phải khắc cốt ghi tâm,
mà tìm cách đền đáp lại cho họ. Chú nói vậy tôi thấy áy náy lắm. Đúng thật là vợ chồng mình không có phải. Chú nói thế vợ chồng anh chị hiểu rồi. Vợ chồng anh chị sai thì vợ chồng anh chị sẽ sửa. Anh chị xin lỗi chú. Người được xin lỗi là cô Thóc chị ạ. Chú nói phải. Ngày mai hai vợ chồng mình sang nhà cậu Thóc thăm hỏi xem tình hình của bác ấy thế nào, rồi xin lỗi cậu ấy luôn. Đúng đấy mình ạ. Cảm ơn chú. Nhờ có chú mà anh chị đã tỉnh ngộ. Vâng ạ.